Đó, cái này là giống như một cái đồng hồ. Đó. Ánh nắng nó chiếu xuống thì là đó, hễ mà nó có cái bóng của nó đó, đó, hễ mà bóng nó xuống tới là mấy mình biết mấy giờ. Đó. Thấy không? Dạ, biết không đây nè, đó, số 6 kế bên. Đó, đó. Kéo xuống đây là 5 giờ hơn. Quay đó, đó. Số 6. Ha, hay quá ha, này số 7. Rồi, số 8 bên kia. Mình nói địa danh tiếng Việt cho mọi người hiểu nha. Nếu các bạn tới Harrogate mà các bạn không có người dẫn đường thì cái này nó sẽ là free walking tour ở ngay cái trung tâm á, thì 1 tiếng 20 phút đó, vào 10:30, 12:00 và 13:30 từ thứ tư tới chủ nhật, và ngày bank holiday cũng dẫn đi luôn. Còn đây là cách đọc của cái thành phố đó nha. Harrogate. Harrogate. Harrogate.